sống chậm lại, cảm nhận và yêu thương nhiều hơn. Hello everyone, welcome back to my channel. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Hello Hào. Hôm nay cái tập này họ sẽ muốn đề cập đến những cái khía cạnh trong cuộc sống mà ở cái tuổi 20 của mình đã trải qua như thế nào, và muốn đem cái này để mà chia sẻ lại tới với tất cả các bạn, và hy vọng rằng nó sẽ giúp ích được những cái bạn trẻ sau này. Và nếu không thì đây sẽ là một cái kỷ niệm đẹp mà họ muốn ghi lại cho mình sau này, rồi mình sẽ lớn lên mình nhìn lại á, là ví dụ bây giờ là mình sẽ nói về cái tuổi 20 đúng không? Thì thêm 10 năm nữa thì Hào sẽ làm một cái video. Nếu như mà còn làm YouTube thì Hào sẽ nói về cái tuổi 30 của mình nó sẽ như thế nào. Bởi vì mỗi một cái chặng đường đi trong đường đời chúng ta là một cái sự khác biệt. Và Hào nghĩ đó là một cái điều rất là hay để mà chia sẻ với tất cả mọi người. Bởi vì chúng ta sẽ bắt đầu vào những cái khía cạnh cuộc sống mà Hào nghĩ rằng nó sẽ là một trong những cái điểm chung và nổi bật nhất trong cái tuổi 20 của mình. Trong công việc thì họ nghĩ mình là một người làm việc rất là chăm chỉ và lúc nào cũng muốn tiến về phía trước, bởi vì cuộc sống mà có làm thì mới có ăn, và nếu như mà bạn không có đặt ra như mình những cái mục tiêu á, thì mình sẽ cứ dậm chân tại chỗ. Và khi mà Hào đi làm hồi đó, trước khi mà bị thất nghiệp ấy, thì lúc nào cũng làm việc rất là chăm chỉ và không bao giờ mà nghĩ rằng mình sẽ phải làm thêm việc của ai hay là công việc này quá nhiều. Nếu như bạn đã đồng ý làm một cái việc thì hãy nên làm cho đến cùng và làm cho đến đích, và đừng bao giờ mà nhát việc hoặc là nản. Cái gì cũng có một cái khó của nó hết. Nếu như bạn chăm chỉ, bạn cố gắng làm việc thì những cái người boss của bạn và những cái người đồng nghiệp sẽ cảm nhận được một cái nguồn năng lượng tốt từ bạn, và từ đó thì mình có thể có thêm những cái sự thăng tiến sau này. Và đó là một ví dụ mà ngày xưa là khi Hào đi làm cái công ty cũ của Hào, đó là chỉ là nghĩ là ô, mình không thích làm cho người Việt của mình nữa thì chỉ muốn đi làm với lại người Mỹ thôi. Thì bây giờ đi dọn bàn mà, đó là một cái cơ hội mới để học tập mới đúng không? Không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình có thể làm một quản lý của một cái nhà hàng của một cái người sếp mà nổi tiếng nhất ở bên này, mà ông ấy có tới mười mấy cái nhà hàng luôn. Nhưng một điều là các bạn phải nhớ là mình lúc nào cũng phải người Mỹ gọi là stay humble, đó là khiêm tốn, và lúc nào cũng nhớ là phải không ngừng học hỏi và không ngừng muốn tiến lên phía trước. Thêm một cái câu nữa là climb up the ladder, có nghĩa là lúc nào cũng phải leo thang lên, leo lên chứ không bao giờ mà bị tụt xuống. Nếu như mà bạn rèn luyện cho mình được cái ý chí đó, không chỉ những trong công việc mà trong cuộc sống nữa, thì cái điều đó sẽ dẫn bạn đi rất là xa. Và người Mỹ có một cái câu nữa là always stay hungry for more, dịch thẳng ra tiếng Việt là lúc nào cũng cảm thấy đói thêm để muốn thêm. Bởi vì khi mà mình cứ nghĩ đi, khi mình đói bụng thì mình muốn ăn cho no đúng không, nhưng mà lúc nào cũng ở cái trạng thái là đói và khao khát để muốn thêm, thì lúc đó là bạn sẽ còn học hỏi được thêm rất là nhiều nữa. Rồi sau đó bạn sẽ học hỏi được rất nhiều những cái skills và những cái kỹ năng, và dùng đó để mà áp dụng cho những công việc mình đã làm, đang làm và sắp làm. Rồi sau này nếu một cái cơ hội mới mở đến bạn thì bạn sẽ đã có đủ hết tất cả những kỹ năng mình đã rèn luyện rồi, mình đã chuẩn bị cho mình một cái foundation thật là vững chắc rồi, thì mình sẽ không sợ một bất kỳ một cái điều gì nữa hết. Và luôn nhớ rằng ai cũng phải bắt đầu ở một cái vị trí nào đó trong cái xã hội này. Không có thể nào một cái đùng mà bạn vừa ra trường mà bạn có thể nhảy lên là một cái giám đốc của một cái công ty, một chức vụ gì hết. Mà nhất là Hào thấy là ở bên nước ngoài á, nó rất là hay một cái điều là họ sẽ mướn bạn theo cái kinh nghiệm mà bạn có, chứ họ sẽ không có mướn bạn theo cái số điểm mà bạn học ra được từ cái trường mà bạn học. Thì cái điều đó là nó rất là thực tế và rất là hợp lý, tại vì bạn phải có trải nghiệm, bạn phải có kinh nghiệm, thì khi đó cái công việc của bạn làm nó mới suôn sẻ và nó mới có hiệu quả. Còn học là một chuyện và thực hành là một chuyện khác. Ngay cả cái công việc mà hồi đó họ làm bartender là họ cũng không có bao giờ mình nghĩ là mình làm bartender, tại vì khi mình nhìn vào cái người bartender, thấy người ta đứng đằng sau cái quầy bar giống như là múa tay múa chân, các bạn không phải là pha một cocktail nữa mà đó là một cái nghệ thuật, mà không nghĩ rằng mình có thể wow, cái này thật là khó, mà làm sao mà những người này nhớ hết được những cái công thức làm cái này, rồi còn có nhiều người là có thể làm nên được những loại cocktail rất là ngon miệng. Đến một lúc nào đó họ cũng muốn thử và muốn học, thì thế là mình học được thôi, cứ nghĩ rằng mình sẽ làm được thì mình sẽ làm được. Rồi đến cái chuyện là làm quản lý nhà hàng, ngày xưa là từ một cái đứa mà
Việt Nam nói tiếng Anh broken English, tiếng bồi các bạn lấy tiếng này đắp cho tiếng kia để cho người ta hiểu, không bao giờ dám nghĩ rằng cái Anh văn của mình, cái Anh ngữ của mình đến ngày hôm nay có thể ok để mà giao tiếp, và cũng không bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ là một cái người quản lý của một cái nhà hàng ở downtown cái thành phố này. Các bạn thấy không? Đó chỉ là những cái ý chí và những cái cố gắng và nỗ lực. Đối với Hà lúc nào, gia đình cũng là một nền tảng của mọi thứ. Khi mà bạn lớn lên sống với ba mẹ và bước ra đời thì gia đình là một cái chỗ dựa vững chắc cho bạn. Nhưng mà khi mà Hà qua Mỹ thì lúc đó là Hà ở xa gia đình tới 7-8 năm lận. Thì có là relative, là dòng họ bên này, nhưng mà dĩ nhiên là lúc nào cũng không bằng ba với mẹ mình rồi. Nên là Hà nghĩ lúc nào gia đình cũng là gốc của mình, và mình phải lấy đó là nguồn động lực. Nếu có chuyện buồn hay là chuyện gì đó thì mình lúc nào cũng có gia đình che chở và bảo bọc. Bởi vậy nếu mà bạn nào mà còn ba mẹ, là ở gần với ba mẹ, thì nhớ là trân trọng những cái điều đó. Hà nhớ là lúc nhỏ, khi mà Hà lớn lên á, cái khoảng vừa cấp 3 đó, là lúc đó là mình không có nghĩ rằng, thì đúng là mình vẫn thương gia đình, mình vẫn thương ba, thương mẹ mình, nhưng mà mình không có thấy được những cái sự hy sinh của họ cho đến khi mà đi qua này bên này rồi, bắt đầu tự lực cánh sinh, tự mình làm hết tất cả mọi thứ mà mình phải làm, thì mới biết là mình thương ba mẹ mình như thế nào. Mình biết là mình đã không có quý trọng cái thời gian mình ở gần với họ. Nên bây giờ là họ ở gần với lại mẹ và gần với ba, nên họ rất là quý trọng những điều đó. Các bạn cứ thử nghĩ đi, cuộc sống mà mình đâu có biết ngày mai sẽ như thế nào, nên là ở gần được gia đình, ở gần được ba mẹ lúc nào thì hãy thương họ nhiều hơn, bởi vì họ đã có thể dành hết cả tuổi thanh xuân của họ dành cho chính mình, đúng không? Bạn bè thì có người này có người khác. Hầu nghĩ rằng bạn bè sẽ đến với bạn vào một cái thời điểm nào đó, rồi sẽ có những người ở lại và sẽ có những người ra đi. Nên là mình đừng có, đôi khi đừng có cố gắng mà nắm níu vào cái những cái người bạn mà họ không muốn ở với mình. Bởi vì họ thấy là mỗi một lúc con người chúng ta sẽ thay đổi, và mình sẽ tiếp xúc với những cái khía cạnh cuộc sống khác nhau, và môi trường làm việc cũng như là cuộc sống của mình sẽ thay đổi. Nên bạn bè sẽ có nhiều người, có thời điểm này nó sẽ phù hợp, và có một cái thời điểm khác nó sẽ không phù hợp. Cái tính của Hào thì rất là chọn lọc người mà Hào muốn làm bạn. Bạn thì có rất là nhiều bạn, nhưng mà bạn đó mình có thể tâm sự, mình có thể chia sẻ về những cái cuộc sống của mình cũng như là tất cả mọi thứ, hầu như là gần như là bạn thân rồi. Nên là những người bạn như vậy thì Hào không có nhiều, nó đếm trên đầu ngón tay thôi. Thời buổi này á, Hào nghĩ là mình nên lấy, người ta nói là quality over quantity, có nghĩa là chất lượng hơn là số lượng. Hầu nghĩ tình yêu là một cái khía cạnh mà ở cái độ tuổi 20 của mình á, trải nghiệm. Nếu mà bạn có sự trải nghiệm nhiều á, thì bạn nên trải nghiệm. Bạn cứ yêu hết mình đi, bạn moi ruột moi gan ra mà bạn yêu đi. Mặc dù đó có thể là không phải là tình yêu, bởi vì không ai định nghĩ được tình yêu. Biết đâu một buổi chiều nhìn nhau tào lao thế là yêu. Nhưng mà không phải là như vậy. Ý Hào ở đây là đôi khi là các bạn hay nghe là chọn con tim hay là nghe lý trí, yêu này yêu kia. Nhưng các bạn ơi, ở cái tuổi 20 của mình á, mình cứ chơi hết mình đi. Mình có bao nhiêu mình chơi hết bao nhiêu đi. Tại vì sau mỗi một lần vấp ngã là sẽ một lần đứng dậy, và mình sẽ phải học hỏi được từ những cái điều đó. Nếu như bạn không vấp ngã, bạn không đứng dậy, bạn không bị đau, là tìm một người khác đau với mình, thì bạn sẽ không có cơ hội để mà học hỏi được và tìm hiểu được mình là ai, mình muốn gì, và ai sẽ là cái người mình cần, mình tìm về sau cái tương lai này. Đó là một cái bài học kinh nghiệm mà học, Hào nghĩ là học cũng một số mảnh tình vắt vai, và nó cũng không đi đến đâu. Thì Hào thấy là tại sao như vậy, làm quen nhiều quá, yêu nhiều quá mà không đi đến đâu. Thế mình đặt cho mình một cái câu hỏi, và cuối cùng mình có được cái câu trả lời là không đúng người, đúng người mà không đúng thời điểm, sai người và sai luôn cả thời điểm. Mà ngày xưa khi mà nói về cái chuyện tình cảm đó, là cứ sợ mình bị đau, cứ sợ người làm hurt mình, cứ xem phim ảnh, cứ thấy báo đài này nọ thì có những cái tình yêu thật là mỹ mãn, đẹp tuyệt vời, nhưng mà quên đi rằng đó là cuộc sống của họ.
Còn cuộc sống của mình hiện tại đây, mình là cái người tự chủ cái bản thân của mình và mình lựa chọn tình yêu của mình. Nên lời khuyên của Hà là các bạn cứ yêu hết mình đi, cứ cho đi và không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận lại cái gì hết. Bởi vì họ tin vào cái duyên số, họ tin vào cái destiny. Và nếu như mà bạn tạo cái năng lượng đó, bạn thảy nó vào trong cái universe, trong cái vũ trụ này, thì cái vũ trụ nó sẽ đem và nó sẽ trao lại các bạn năng lượng đó bằng với những cái gì mà nó tạo ra. Nên là đừng sợ gì hết, chơi tới luôn. Có nhiều thăng trầm, ai cũng vậy, không phải riêng mình. Nhưng mà đó là những bài học mà mình đã học hỏi được từ cuộc sống, xã hội, bạn bè, người thân, tất cả mọi thứ. Nó giúp cho mình lớn lên. Và lớn hơn nữa, không chỉ ở vẻ bề ngoài mà trong chính tâm hồn và trong chính con người của mình. Bạn đã làm việc rất là tốt, bạn đã làm việc rất là chăm, bạn lúc nào cũng cố gắng nỗ lực và thể hiện cho ra ngoài để người ta biết rằng bạn là một con người không muốn thua thiệt, bạn lúc nào cũng muốn vươn lên phía trước. Muốn cho người ta biết rằng mình là người Việt Nam, mình không có lớn lên, sinh ra ở đây, mình nói tiếng Anh không giỏi như những người khác, nhưng mình có nỗ lực, mình có cố gắng và mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Gia đình không có trễ để mà nhận được điều là biết yêu quý những người thân của mình hơn, biết trân trọng cái thời gian ở bên họ hơn. Bạn bè thì đến và đi thôi. Người nào mà hợp thì sẽ ở lại, còn không hợp thì sẽ ra đi. Nhưng mà đừng cố bảo thủ quá, bởi vì người nào cũng có mặt xấu và mặt tốt của nó, của họ. Nên là nếu mà chơi được với mặt tốt của họ nhiều hơn thì nên chơi, còn nếu mà mặt xấu của họ nhiều quá thì sorry, mình không hợp nhau. Tình yêu thì cũng dễ sợ quá ha. Cũng rần rần quá ha. Nhưng mà không sao, cuối cùng thì hình như là đã tìm được một chỗ dựa cho mình. Không có là quá muộn. Hoặc là một con người may mắn đã tìm được một cái người mà không biết là tương lai sẽ như thế nào, nhưng mà hiện tại thì đang rất là hạnh phúc. Cuộc sống là một sự trải nghiệm hơn là bạn đã trải nghiệm, nên là bây giờ bạn sẽ không có hối hận gì cả. Có những cái điều phía trước mà mình không bao giờ mà biết được, đúng không? Bây giờ ngồi ở đây ở tuổi này và nói với cái tuổi 20 của mình thì mình đâu có biết được mình đã trải qua được những gì. Nếu như mà mình đã không thực sự thảy mình vào trong cái trường hợp đó, mình đã không thực sự làm, bây giờ mình không có thể nào mà tính toán được trước những cái tương lai hết. Nhưng mà chỉ có là chuẩn bị và cố gắng thôi, đúng không? Cảm ơn tuổi 20 đã thật là sôi động, thật là náo nhiệt, thật là nhiều những khía cạnh của cuộc sống, thật là nhiều những cảm xúc để mà ngày hôm nay có một Hào ở tuổi 30. Còn về những dự định tương lai hay là những cái gì phía trước thì hãy cứ để tự nhiên đi. Bởi vì ở cái thời điểm này thì mình cũng không có thể nào mà plan được cái gì hết. Nhưng mà lúc nào cũng phải nhớ, phải giữ trong mình là không bao giờ được từ bỏ và không bao giờ được thụt lùi lại phía sau. Lúc nào cũng phải bước tiếp, là phải cố gắng và nỗ lực. Bởi vì mục tiêu mình đặt ra có thể sẽ không đạt được, nhưng mà sẽ còn nhiều mục tiêu khác mà mình muốn, mình phải làm cho bằng được. Cuộc sống sẽ mở ra được rất nhiều cánh cửa, rất là nhiều cơ hội mà bạn sẽ không biết rằng bạn sẽ gặp người nào, bạn sẽ được những cái cơ hội nào. Nhưng nếu bạn giữ cho mình một ý chí thật là mạnh mẽ và kiên cường, và bạn nghĩ bạn làm được thì bạn sẽ làm được. Và đó là tất cả những gì mà Hà muốn nói với tất cả các bạn. Nếu mà các bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe và chia sẻ rộng rãi nhé. Đừng quên để lại những comment cho Hào. Bạn có những dự định gì ở tương lai? Tuổi 20 của bạn nên để như thế nào?
bạn đang ở cái tuổi 20, bạn cảm nhận nó ra sao sau khi mà nghe được những cái gì mà muốn chia sẻ. Để lại những comments nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello.